Tôi vừa băng bó vết thương xong công ạ. Cái câu chuyện đó là lúc sáng ấy thì cũng như kiểu mọi lần thôi. Thì tôi đang trên đường đi chợ. Chẳng may là đến đi tôi đang đi trên đường thì tự dưng có mấy tôi đã nhìn xa xa rồi. Tôi đã nhìn thấy mấy ông anh xăm trổ rồi. Nên lé rồi, kiểu mình đánh xe nên lé mình đã đi. Đã bờ rồi, đi qua rồi không? Ngồi đây xăm trổ đi qua rồi. Ê Hiển. Ôi giời ơi, cuộc đời tôi nó đã sợ rồi. Hay là nó lôi mình ra nó thúc gì không ạ? Tôi chả hiểu vì sao tôi nói sai gì hay tôi làm gì vậy? Đau hai trưởng luôn. Đấy, chính là cái câu chuyện mà tí nữa tôi sẽ kể vào tiền. Anh em hiểu đấy nhỉ? Đấy, tình hình đấy từ sáng giờ mất mấy tiếng đồng hồ để tôi chuẩn bị những cái thứ như này. Tôi ngồi tôi băng bó rồi tôi trang điểm, đấy là lần đầu tiên tôi trang điểm. Thế là cái kiểu là bị đấm ấy, anh em thấy đấm không? Giống. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đi tôi set up, đợi bảo tiền về nhưng mà thử xem mình bị như này ấy, thì xem cái độ bảo tiền như nào. Anh em theo dõi. Tình hình ngồi đợi có vẻ hơi lâu đúng không ạ? À mà tiện thể thì tôi cũng muốn chia sẻ với anh em đừng từ từ dẫn ra đi. Dưới hình tôi muốn là chia sẻ với anh em một chút, đó là về cái vấn đề làm video này. Thì ngày trước bọn mình có làm một cái căn phòng, nó chỉ là căn phòng cấp 4 thôi. Nếu mà ai theo dõi mình cái tuyển ngay từ đầu ấy, mọi người có thể thấy là ngày xưa bọn mình làm ở cái giường nó còn là cái phản, thì có cào kẹt, thì cái khung cảnh nó còn chật hẹp nữa ấy. Thì mọi người góp ý là hai đứa lên ra một cái phòng nào nó rộng hơn, nó sạch sẽ hơn để quay video cho bắt mắt cho người xem ấy. Thì khi mà bọn mình chuyển ra cái phòng ngoài này thì cái lượng tương tác cho video nó không còn nữa, không được như là trước nữa. Thì đâm ra bọn mình rất là khó khăn về cái chuyện tiền nhà hàng tháng như thế này. Thì rất là mong thời gian tới mọi người có thể ủng hộ mình, ủng hộ Tuyền để các bọn mình có động lực hơn để bọn mình làm video. Đặc biệt những cái video này video giải trí mang giải trí rất là cao cho mọi người ấy. Thì rất là mong mọi người ủng hộ bọn mình, like và share thật nhiều để ủng hộ mình. Bọn mình rất là cảm ơn vì hai đứa rất là khó khăn, mọi người nhìn có thể nhìn thấy thôi, nhưng mà ai biết được cái khó khăn đằng sau đấy. Là bọn mình không có tiền đâu, sẽ như thế. Mời ủng hộ bọn mình nhiều nhá, cảm ơn mọi người. A few moments later. Nếu mà lại đi đâu lâu thế. Đôi dòng tâm sự với anh em. Ai ui. Khóa cửa cái gì em? Khóa không về chắc. Khóa cửa mà đau chân nó cay đi sao không được. Làm sao? Ui. Em sao đấy? Ê, sáng đi chợ mấy thằng đánh. Đây đứng kiểu gì mà đánh như này? Bọn nào? Mấy anh xăm trổ ngoài đầu chợ đây kìa. Thấy chứ bọn nó không tránh ra để bọn đánh như này. Thế anh bị làm sao ấy? Anh tránh rồi, gọi vào. Thấy chưa? Sắp thùng vết thương các thứ rồi. Chẳng hết rồi, băng bó các thứ rồi. Anh đi được anh. Em là không hiểu sao xương công đây chỉ ngoài da thôi hiểu không? Có cái gì cần sẽ rồi.
gãy rồi, băng gãy rồi, băng gãy tay rồi, chân thì chỉ bị chảy xước thôi. Mà nó đấm tay cũng băng gỗ băng giống như này là khỏi lắm. Ừ. Hay nhỉ? Anh băng ở đâu ấy? Sẽ em hỏi buồn cười thế nhỉ? Anh, em đừng hỏi những câu hỏi mà mang tính chất phải hước ra đây nữa được không? Anh đừng mặc nữa, mặc cái xiêm nữa kiểu. Mà nó bị sở thú ạ. Mẹ đấy cả người. Đau thật sự, đau buồn đấy. Cần phải đi khám lại không? Anh băng phải trả giá. Ừ, hay ngoài này thôi, người ta đấm xong mà nó đi cho mọi người ra giúp mọi người đưa đi ấy chứ. Thôi ai ngờ hiểu nào thủ thời gian đâu mà đi xin ảnh của anh
anh làm gì đâu. Đi đường để mấy gì? Không hề mắt được nhìn thẳng luôn. Ra đường bao giờ nhìn anh không tổ. Hay là nhìn gái, lại nhìn người yêu nó, trả thụ cho nó. Có khi anh biết đường có dừng. Nó dừng bây giờ, ra đường một thằng con trai đàn ông, đừng có mấy con nó đi qua. Ăn mặc ngon nghẻ các kiểu đi qua. Tao đang tìm mắt cái này. Không rồi, chồng vẫn nói đi thẳng này. Chồng vẫn nhìn thẳng này. Đấy, rồi mắt chồng liếc cái rồi. Ừ, nó nhìn thấy rồi, đấm cho. Đấy, mặt chồng vẫn ngay mặt thôi, không hề sai mặt, mắt liếc. Nằm rồi. Quẩy cái đánh đau đánh. Anh thì phải đánh chết. Như cái này cũng phải nằm một tháng. Chẳng ăn được gì hết. Chăm đòi. Không thèm. Chẳng ai có thời gian chăm anh thích một tháng. Mày thích một người. Không. Không. Không thương anh á. Thôi. Tối nay cho anh có gì nó ngon tí tí. Đấy, đi ra bảo mấy cô mà anh biết của mấy đứa cái nó mới vào chăm. Ừ, mà anh có gì thì ốm đau để giờ vừa coi. Ốm đau của gì vậy? Vẫn mua vẻ này chắc là đầu óc. Chắc là cũng bình thường. Ai mà ốm đau chân dưới tay mà người ta không cười như anh được cả. Đùa. Chẳng nhẽ bây giờ ăn còn ăn đau của cái tinh thần. Giờ đã bị đấm bây giờ tinh thần có vẻ vui vẻ bình thường không? Bị đấm thì chớ vẫn vui vẻ bình thường. Thì bây giờ tự nhiên bây giờ đã bị như này rồi, trong lại tinh thần không có nữa thì làm sao mà vượt qua được cái chuyện như thế này nhở? Ý thịt nghỉ đi. Mẹ hết từng người. Đau này không chửi cho chị rồi. Rồi lấy cá đi. Chờ. Anh có nhớ bảo nó không? Nhớ. Đi, chỉ em chửi cho. Đi. Thôi. Để nằm như này thì nó chạy mất. Ra nữa, đánh tất cả hai đứa thôi. Để em còn một đứa, một chăm sóc một đứa, rồi còn hai đứa ngồi bớm cháo với nhau. Mà em con trai mà đứa nhẻn mọn hết lị. Mệt người. Đau không? Có bị sưng cái gì không? Sưng mặt không? Mặt bầm hết rồi. Đấy, đá thường. Ngồi đấy. Thông thức của cái gì? Cô ăn hay thằng cái? Đi theo làm gì? Chờ nó làm gì? Mày cả bố con đi rồi. Cái món gì nó ngon tay ra được sỏi được. Yeah. Anh rảnh thế à? Anh vẫn còn tâm hồn ăn uống thế à? Chắc là vẫn sao cũng bình thường. Đâu đau chỗ nào? Mặt trước nhá. Phát nhẹ nhàng, dí vào mặt cho ấy là may. Ôi! Nào! Đừng trường nước vào. Nào! Nhật đẩu tình. Đau rồi, rất là hành hạ. Đau à? Rồi nhỏ hơn nhỏ. Nào, nhỏ hơn. Đau. Bây giờ em mới chặt chúng rồi, kêu. Chơi chúng á? Chúng đá, bây giờ đây. Qua này. Đánh được hai bố con bây giờ. Cao. Anh bảo anh
thường anh vào anh đấy anh ngó mà làm sao mà có thể cao. Thả thương chồng thương con rồi này, đã là tăng trưởng. Chồng thương gia đình nào? Thế nào là không thương chồng con? Đấy! Anh thấy em rảnh quá à hả? Ôi! Đừng tức ra! Không rồi. Ôi, nó trêu tí nào? Ngứa cả mắt! Anh biết coi nó! Thôi, nói không thao là tốt mà. Tốt mà, anh cứ đi. Thôi đi, em đứng không cẩn thận, chớ ngứa mọ ngã xe sao? Vẫn chưa chừa? Thì không mọ ngã xe đâu mà. Ok kìa. Đánh là cả hai bố con mình à? Em đã thật là khủng hoảng kinh tế này. Đã thật thì gọi bố mẹ em đánh thêm một trận nữa. Bỏ ra mình kiếm cái gì nữa. Thôi trả đốt tiền. Nó dám mới được người yêu có lựa chọn lên đâu ạ. Không. Thế là không sao gì. Không sao, chồng chơi bọn tí mà. Chơi chồng cơm đi còn gì nữa. Mẹ. Thế để qua vụ nấu cơm tìm. Không tìm quá.